Chào các bác, đây là bốn bộ mixua ULX B4SM58 mới cập bến trong chiều ngày hôm nay, và cùng đó là một bộ sua mic dây Beta 87A. Rất là đẹp nha các bác. Giá là bộ SM58 ULX B4 là giá 8.4 triệu, bao gồm pin ship và phụ kiện pin sạc đầy đủ nha. Đây, hàng đẹp không nha các bác. Bốn bộ đều đồng giá là 8.4 triệu. Phụ kiện dây nhựa là xịn sò hết, và cũng như là pin sạc, bộ pin sạc cho các bác mình sử dụng không cần mua pin. Và đây là bộ mic dây các bác, mic dây em giới thiệu hàng về rồi này. Mic dây bộ này rất là mới nha, bác còn lấy thì alo cho em 4.7 triệu, bao gồm dây nhựa nha bác, 5m nha. Beta 87A mic dây nha các bác. Mới lắm. Còn cả bao da luôn nha. Beta 87A 4.7 triệu nha, một cây duy nhất nha các bác. Còn đây là những bộ ULX B4 SM58 nha các bác. Đầu thu này các bác, đầu thu đẹp keng hết nha. Tai mic này các bác, toàn tai đẹp không nha. Đấy, đẹp keng cho beng hết nha. Tất cả zin tuyệt đối hết nha các bác. Những con này là xài lướt, rất đẹp. Này các bác cùng xem này. 8.4 triệu là bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ pin sạc cũng như phụ kiện đầy đủ. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi nha. Những bộ Mixua thì đẳng cấp rồi, hàng Mexico nha các bác. Chạy 4 cầu điện 100 đến 240V. Đấy, máy đẹp keng hết. Cái này thì để răng bên này nha, cái trước này. Phía sau là những cổng kết nối thì thường gặp như những bộ mic khác thôi các bác. Còn đấy, những con này về là tem cờ phía dưới là còn nguyên này. Cái này nó cũng không quan trọng, nhưng mà các bác thích thì nó còn này. Đấy, kèn Mexico nha các bác. Đấy, nó là hàng Mexico ULX B4, đẹp kèn hết nha. Về được 4 bộ trong ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu muốn sửa mixua thì liên hệ cho em. 8.4 triệu, cọc thì cọc 1 triệu, chuyển khoản đủ thì bớt 100.000, còn 8.3 triệu. Đấy, chuyển khoản đủ là 8.3 triệu, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu vẫn giá 8.4 triệu nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ liên hệ cho qua hai số điện thoại này nha: 0978338 14, hay là 0965 77027. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha. Bác nào cần mic dây cao cấp thì liên hệ cho em một bộ duy nhất Beta 87A này nha. Nói về mic dây là cao cấp là Beta 87A nha các bác, mới cực kỳ luôn, siêu lướt.